quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam. Chỉ sau vài tiếng khi các thương hiệu lớn như Samsung, Zopy và FPT Shop công bố đã làm việc với Google để gỡ bỏ các quảng cáo trên những clip độc hại, phản động, chống phá đảng và nhà nước trên YouTube thì tối ngày 11 tháng 6, Huawei Việt Nam và VNG cũng đã phát đi thông báo cho biết đã tạm dừng hợp tác quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam. Đại diện Huawei Việt Nam khẳng định, đơn vị này không chủ đích phát quảng cáo vào những kênh và clip có nội dung xấu độc trên môi trường truyền thông số. Đối với các chiến dịch này, huawei đều đề cao tiêu chí an toàn thương hiệu lên hàng đầu đồng thời nghiêm khắc áp dụng nhiều phương thức để đảm bảo thương hiệu được bảo vệ toàn diện trong quá trình thực hiện các chiến dịch quảng cáo huawei thường xuyên kiểm tra theo dõi để đảm bảo khi có bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra ngoài quy tắc được cài đặt sẵn thì quảng cáo sẽ được tắt ngay tức thì ở thời điểm hiện tại huawei đã tạm dừng phát tất cả quảng cáo trên các kênh youtube huawei cũng đang làm việc trực tiếp với youtube để làm rõ vấn đề này đại diện vng cũng cho biết chúng tôi đã yêu cầu chính thức Google không được hiển thị quảng cáo của sản phẩm Pubg ra mobile cũng như toàn bộ các sản phẩm của VNG trên những kênh vi phạm, đồng thời đình chỉ mọi quảng cáo của Pubg ra mobile trên hệ thống của Google cho tới khi phía Google có phản hồi chính thức về vấn đề này. Chia sẻ thêm, VNG cho biết, trước đây, chúng tôi đã rất nhiều lần trao đổi với Google về việc ngăn chặn phân phối nội dung quảng cáo của PUBG Mobile nói riêng và các sản phẩm của VNG nói chung trên những channel YouTube có nội dung xấu đặc biệt là những kênh trên video có tính chất phản động, chống phá nhà nước. Nhận thức được những điểm yếu trong cơ chế hiển thị quảng cáo ngẫu nhiên của YouTube và Google, bằng trách nhiệm của mình, chúng tôi đã tự tổng hợp một danh sách loại trừ quảng cáo ra khỏi hàng trăm kênh có nội dung xấu. Danh sách này được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi sang đối tác quảng cáo trên Google trên YouTube thường xuyên. Nhờ vậy, thời gian gần đây, tần suất xuất hiện quảng cáo của sản phẩm Facebook ra mobile trên các trang có nội dung xấu là rất ít. Tuy nhiên, Do việc quản lý nội dung các kênh của YouTube còn nhiều bất cập, nên các kênh xấu độc mới vẫn mọc lên liên tục và với tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, YouTube vẫn chủ động phân phối quảng cáo trên các channel có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu, của doanh nghiệp quảng cáo trên Google Ads platform. Vì vậy, người phát ngôn của tập đoàn này khẳng định sẽ xem xét mở rộng việc đình chỉ ra toàn bộ các sản phẩm khác nếu tình trạng tương tự còn tái diễn phía VNG cũng kiến nghị mong muốn cơ quan quản lý sẽ có những giải pháp và công cụ mạnh tay hơn để để bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng cho các thương hiệu, doanh nghiệp đều là nạn nhân của kênh bẩn và sự không chặt chẽ của YouTube trong kiểm duyệt nội dung, chẳng hạn như kiên quyết yêu cầu trên YouTube gỡ bỏ các kênh có nội dung xấu hoặc cập nhật một danh sách kênh xấu hàng ngày, hàng tuần, công khai để doanh nghiệp có thể tự mình loại trừ quảng cáo trên tất cả những kênh này. Trong trưa nay, Shopee và FPT Shop cũng cho biết đã yêu cầu Google, đối tác quảng cáo của công ty cung cấp danh sách những trang quảng cáo phù hợp, đồng thời đã xử lý kịp thời và gỡ bỏ quảng cáo trên các kênh vi phạm khi nhận được phản ánh có căn cứ xác thực từ các đơn vị trên tổ chức có liên quan. Trước đó, Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử đã công bố danh sách 21 nhãn hàng, thương hiệu lớn đang quảng cáo gắn với các clip xấu độc gồm A à đây rồi, công ty dược phẩm Nekoma, Huawei Việt Nam, Grab, Samsung Vina, Popeyes. Shopee, Watsons, công ty dược phẩm số Thái Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy móc Đại Chính Quang, tập đoàn Mặt Trời, VNG, công ty cổ phần vaccine Việt Nam, dược phẩm Việt Đức, bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, Ioga California, công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trầm Hương Việt Nam, Edumo, Việt Nam và Yamaha Moto Việt Nam. Các quảng cáo của những công ty kể trên đã bị gắn vào những video có nội dung vi phạm pháp luật trên YouTube. Từ đó. Cục Phổ thông Trung học và TTDT yêu cầu các công ty này dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên YouTube có nội dung xấu độc, phản động, chống phá đảng và nhà nước, đồng thời chủ động ra soát, kịp thời cảnh báo các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng yêu cầu các doanh nghiệp có quảng cáo như trên gửi báo cáo giải trình về Cục trước ngày 17 tháng 6 năm 2019. Gia Hưng